the hell, em vô đây em tặng xu luôn hả em? Ui, giàu quá ha. Ôi, thanh niên này ping gì mà 800 mấy, 600 mấy đây. Đó, giới thiệu em gái mới của tôi đó, Quế đó. Bữa giờ đi tuyển thêm em gái 3-4 đứa rồi. Cái bao sinh nha, vượt đường rùa xinh xanh tươi tắn dễ thương đó, còn đi học mà giỏi, vừa đi học vừa làm ra tiền đấy, làm tiền nó ngang ngửa tôi luôn đó, đường đùa. Anh em hút lẹ đi kéo kịp anh bia cho có gì mà có gì anh em mình chia nha, quà gì anh em mình chia đấy, em bia cho. Xin không mà tôi xạo hay không, các mấy ông nhìn avatar là biết không, ngoài đẹp như hình. Mỗi tội hết Haman là mỗi tội hết Haman thôi chứ không có cái gì hết á. Dễ nuôi, ham ăn thì đến là dễ nuôi mà. Tặng bạn thêm phát nữa nè. Hay lắm lắc, báo lên đúng rồi lắc. Ôi thằng Leona nó chết rồi. Rồi chết luôn rồi. Hay lắm lắm. Hay lắm không? Hay lắm bạn. Lắc à? Ủa? Thì cái em có nghe nó quảng cáo sữa tắm không? Sữa tắm Lux mới thì mình gọi là đọc là Lux. Đọc cho nó yến liệt một tí. Đúng không? Nên là mình là Việt Nam y thì đọc là Lux. À, có đủ. Clip đâu mà dám liều lao lên kìa. Tao quấn AD mày luôn, tao quấn AD mày luôn, tao quấn AD mày luôn. Rip quấn nó, quấn chết cũ nó, rip quấn chết cũ nó. Ồ, mình đừng có chạy, mình đánh từ đầu luôn là được. Đúng rồi. Chó điên mà. Go. I hear the innocent cry out. Cái nào cái gì? Em không được tự nói mình như thế à?
Ai cũng biết. Anh biết em não cá vàng sẵn rồi. Không cần phải BA đâu. Chỉ ba. Đói quá xuống đây ké mấy con rip hả? Nào đây kiếm cơm. Nào đây kiếm cơm. Bắn cái trời ơi nó choáng không bắn được con này cái trời thích e nó cái ư ừ, đúng rồi không được trời ơi không bắn được cái nữa tức chưa kìa bắn cái nữa mà không được I smell black magics. An enemy has been slain. Thấy tôi đang quảng cáo đây. Đẹp gái xinh xắn tươi tắn dễ thương. Rất là hiền chưa có người yêu. Mới qua sinh nhật xong. Điện thoại tự xin. Trời ơi, số điện thoại một ai xin số 500k à? Anh em mình chia em ơi. 500k được tiền luôn. Cứ xin số 500k. Gì đây? Chơi mày. Gì á? Bị cái gì á? Nào cái vàng hả? Phùng nè. Phùng. Bị gì? Bị gì? Bị kiến gì? Thằng Lee Sin nó làm chiêu thức gì á trời. Lee Sin này nó làm gì á trời. Cuối cùng mà mình chết. Đá hụt nè. Lee Sin nó làm gì á. Cuối cùng để mình chết. Đấm AD thì cũng được. Ai thế ngài. Trời ơi đã nói em gái tôi. Đẹp gái xinh xắn lắm. Đẹp như trong hình. Năm nay để coi. Để tính tuổi cái đó. Năm nay 21 tuổi. Mới sinh nhật xong vừa tròn 21. Đẹp gái dễ thương. Rất là thích ăn và cũng rất là thích ăn cho nó tròn rồi để rồi lăn. Rồi 96 thôi em. Lao lên, lao lên bạn. Đúng rồi, lao lên đây. Đúng rồi. Ôi nó a ha 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 rồi kìa nó. Há này. Há là bia được khác mày. Ây da, cái đấy thốn đấy. Vô, vô cái để cái R là chết rồi. Dark.
Sao anh em? Lại nào? Ở rồi, xin số, xin link Facebook 500k. Xin được gì chứ, tự nhiên giới thiệu cho không được gì. Donate 500k đó làm phát hè, trả lời có số liền. Hay lắm anh em. Có mẹ rồi. Rồi luôn. Trời ơi. Không cho mình kịp làm một cái gì luôn. Thằng quỷ này nó bớt đam ghê nhỉ. Thằng tên lại thằng đứng xảo ulti. Cái combo chúng là chết nè. Combo chúng là chết ở đây nè. Xanh lắm rồi đấy bạn. Ha, mình ghê quá. I smell black magics. Thiệt chứ tôi thua game này cũng được, tôi có thiệt có ông xin cái tôi được 500k. Mai anh em mình lại đi ăn KFC tiếp. 500k được 3 bữa rồi đấy em. Vừa được ăn KFC lỡ đâu, tự nhiên có người xin số làm quen thiện cái mình được đi ăn ké. Có đã là gì nữa. Ôi. Làm nghề này phải biết tính toán. Kinh doanh có lời. Mày tao bằng chết. Ok. Dí tao bằng chết thì thôi. Giết mày anh mới đủ lên đồ. Hay. Nó quỷ Lee Sin, nó cái xuống nó farm hoài. Để chỗ đây. Để chỗ đây. Coi chừng hai cái tên đó. Đúng rồi, thì ứng em cái nó quay đúng rồi đó. Đúng rồi, mày quýt bà đi. Vô pha của anh không. Evil lurks around every corner. Cảnh 500k gõ Facebook inbox ai inbox em đừng trả lời. Gọi thì trả lời. I hear the đứng mày me tao nữa hả mày? Solo mày, quỷ kia. Cho bái vô ăn tiền hả? Không được đâu. Không được đâu sói à.
ai da. Ôi vậy cũng được nữa hả? Đờ mờ. Ủa mình đẩy nó ra trước rồi nó cũng đu theo được nữa. Nó đu theo trước được luôn. Hay thiệt. Xém hay. Chưa đủ hay đâu. Cho mấy bạn quậy tí đi, tí mình thắng bây giờ. Cho mấy bạn thắng thế tí đi. Nó hay dữ vậy trời. Mình tặng hơi mình lộn đi mà nó cũng ấy theo. Nó cũng theo được nữa ha. Hay dữ vậy. Hay. Chạy tốt. Mình ta hơi mình quy đi mà con Leona nó hay, nó đi theo được hay. Ôi oh, Galio nó trâu rồi nha, nguyên cái ulti không xin nhé. Nhỏ này ra cho anh bê trụ coi. Lucian mới lên tì. Sao giờ cái phong cách Lucian top với tam hợp đâu ra ai cũng lên nha. Bà mở nó thiệt chứ. Cái gươm mà chích có 100 đam mà chích không chết được nó. Mất cả kiệt sức thiêu đốt luôn rồi kìa. Không có ulti nhỉ? Có ulti cân được rồi. Rồi đấy, anh farm xong 3 con rip này. Nó cứ kiếm này đi. Anh sọ lỗ mỏ mày. Đấy, cứ từ từ. Nó cần ba con mẹ một con rip nữa thôi mà nó không cho luôn kìa. Anh hiếp hoài mà được không mày?
Beware. Bà mở đó kìa, xíu máu. Nó còn có một chút xíu máu, không giết được à. Đen vậy. Có tí tẹo máu mà không giết được. Ây da. Đợi xíu thắng giờ, 4 đến 5 luôn thắng giờ nè. Đi xin với vật này làm gì? Để tôi quẩy hết. Món nữa là quẩy hết rồi. I smell black magic. Hai thằng nó cứ đi bu bu đi sát đít vào nhau khó bắn. Cô hai làm cái quần què gì? Sao phải đầu hàng? Ông Lucia nó không bắn nốt con biết vào tên đi. Dở vậy. Lucian chịu bắn nốt, của tên là đẹp rồi. Ủa, cái con này nó nhảy vậy chứ? Cái bà mở nó có leo na nó chưa về nữa hả? Nó leo na nó chưa về nữa kìa. Tưởng leo na nó về rồi. Có 3 thằng thì còn chơi được. Bắn AD nói ba, bắn support là gì? Nó không cho mình farm thêm món nữa rồi. Gần chết. Đâu chết luôn. Ba thằng chết. Nó không có cho mình thêm món nữa. Leo na khó chịu quá. Tân chuẩn. Thằng này về ngay. Đâu ra con Mifflin nó lên tới đây rồi. What the hell.
Nhanh chứ ba. Ui. Đi gì lại với ba? Vừa mới chết xong mà. Lucy ấm lên đồ này đâu có đam. Học ai đến chiêu tâm hợp. Xưa giờ Lucy lên tâm hợp đâu có đam. Cái thời tâm hợp còn chí mạng này bay ra còn nghe được. Tâm hợp giờ lên lãnh. Nốt cái vô cực cái còn đéo được. Đừng có về sớm mấy anh ơi. Nát thì thôi, mình nói là game này thua có sao đâu. Đánh chỉ là vui mà. Toàn là cờ lâu không thắng là gì. Nào ngon xuống BK 11 nè. Ngon xuống BK 11 nè. Bà mẹ anh đồng gió xem xuống đến BK 11 nè. Là dắt Leona theo đi. Hia lên thì mình cũng chết rồi. Có hia thì mình cũng chết rồi. Thêm cái khăn là mình cân hết. Mày châu đi. Khỏe hộ cái. Khỏe. Châu hộ cái. Mày châu hộ cái. Rừng ảnh con Baron làm gì rảnh hả? Evil lurks around every corner. An ally has been slain.
ơi, bắn nhầm con. Chạy luôn đi là được. Chạy luôn đi là được rồi. Ở lại làm gì? Con leo ra nó bút một đùi siêu cho Ori. Đây cái khăn. Chiếc khăn gió ấm cái là xong rồi đó. Has been destroyed. I hear the innocent. The dark should feel me. Xoay chúng luôn. Thua. Xoay chúng phải thì thua. Mà đâu có rip phê đâu đó. Bên mình có mega rip, bên nó đâu có rip phê. Xoay chúng mình luôn. Nếu dám bê thẳng, á đù dám bê thẳng luôn kìa. Bê thẳng rồi chết này. Cái gì thằng nào dám ra lấy cái chiêu gì nó ăn vậy, mấy phần tân nó lấy cái chiêu gì nó ăn vậy. Đủ tiền chứ ta 300 nữa.
nha. Mạng đi bạn ơi. Rồi, kiểu này là thua rồi. À, khăn hơi trễ. Thua thiệt rồi. Oh wow, muốn nằm cầu lề khô anh quá. Galio á, ông Galio cũng thích lao lên quá. Ông Galio cũng khoái lao lên quá. Lặn máy liền. Đánh thiếu người, ông Galio cũng cứ lao lên mình không à. Bắn súng à, thôi. Đây cả bắn súng hay gì à. Ok, chơi tiếp. Tí nữa bắn súng, hôm nay 8 giờ mới chơi Liên Minh mà. Không, là Galio chơi được nhưng mà ổng chơi cái kiểu là ổng khoái lao lên team mình thiếu người á, ổng đánh ổng phải cover chứ ổng đừng có lao lên. Đánh cover 2 AD chứ ổng cứ lao lên mình, ổng AD có lao lên theo được đâu.